Hello mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái góc câu cá hồi rất là dễ luôn nha. Ở đây có bạn này bạn câu cá hồi mà không lên nè, bạn chát liên tục cá hồi nè, cùng theo chân mình nhé. Rồi đầu tiên mọi người ra bãi biển và chạy lại cái chỗ cái phao màu xanh này nè và chỉnh nhân vật của mình nhỏ nhất nha. Sau khi đó chúng ta sẽ chui xuống phao màu xanh này và nhấn nút nhảy. Đó, sau khi nhảy chúng ta sẽ bị lọt xuống dưới như thế này. Rồi các bạn bước lên cái chỗ cầu thang này và quay cái mặt mình hướng vô trong nhá, quay hướng theo giống như mình đang đứng vậy nè. Thì ở đây nó sẽ xuất hiện hai loại bóng, bóng 1 và bóng 2. Thì bóng 1 chúng ta sẽ bỏ qua nhá, và chỉ có bóng 2 thôi. Và bóng 2 ở đây thì chắc chắn 100% sẽ ra cá hồi. Đó, còn nếu các bạn quay qua hướng khác á thì nó sẽ câu được cá ở trên bãi biển nhá. Nên chúng ta muốn câu cá hồi chúng ta phải quay cái hướng này. Còn đây là thành quả của mình sau 3 phút câu ở dưới này nhé mọi người. Là chưa tính mình bỏ một số bóng 1 nữa rồi đó. Rồi chúc mọi người câu được nhiều cá hồi nha. Nhớ cho mình một đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người.